em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối hay ngủ em hay nói lại trong video mất. Nói gì thì bữa đó sáng cua cô nào tối mới cô đó. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. À, dù sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ đã gặp nhau ở một điểm nào đó. Hy vọng họ sẽ cùng nhau đi trên con đường suốt cuộc đời còn lại quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hà Mang. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. À, dạ, em chào mọi người, chào hai MC Cát Tường và Quyền Linh. À, em tên là Lê Lưu Thùy Trang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên sale phòng khách sạn cho một công ty du lịch Nhật chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay là 24 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình thành phố Hồ Chí Minh luôn ha em? Dạ, gốc của em là Bến Tre nhưng mà em sinh ra và từ nhỏ lớn thì là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai giới thiệu. Mình tên là Huỳnh Trung Dũng, sinh 1986. Quê ở Long An, hiện tại sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm nghề gì vậy? Mình là nhân viên kinh doanh. Hợp mai nhau đấy. Một bên sale, một bên kinh doanh là đấy. Ha? Lĩnh vực của em là lĩnh vực gì? Em hiện tại bây giờ là xây dựng với lại gỗ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nhiều mối tình lắm. Nhiều. Nhiều lắm bao nhiêu? Chắc hơn 10. Hơn 10. Wow. Dạ. Những mối tình nào sâu đậm nhất? Dài là chắc khoảng được 3 đến 4 năm. Tại em đi làm nhiều quá rồi không thời gian quen. 10 mối tình rồi mà chưa có thời gian quen. Ủa rồi bây đi giờ? Làm nhiều mà đi làm nhiều lắm, em đi suốt luôn. Rồi giờ bây có giờ thời gian là... quen chưa em? Dạ bây giờ là chắc chắn rồi. À, bạn nữ thì sao? Tình sử của bạn như thế nào? Dạ thì trước đó em khi mà em đi học thì em có quen một người nhưng mà chắc tại cũng còn trẻ nên cũng không đi tới đâu. Những điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Do là chuyên ngành của em là về nhà hàng khách sạn nên em có thể làm bánh hoặc là pha chế nước. Còn điểm yếu của em chắc là em không có được khéo tay cho lắm. Bạn trai có điểm mạnh điểm yếu gì bạn? Cái điểm mạnh của em chắc em giao tiếp tốt, rất tự tin về giao tiếp. Sống sao lên đây run dữ. Quên chữ hết. Còn điểm yếu? Thì em nói nhiều. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Chiều cao thì do là em cũng hơi thấp đó, nên em muốn là bạn ấy cao hơn em thì khoảng cỡ 1m65 trở lên là ổn. Tóc tai thì em muốn là gọn gàng nhưng mà nhiều tóc một chút xíu. Bên bệnh nhiều tóc không vậy? Mơ cắt tóc hả chị? Cái gì cắt tóc là tóc ngắn, tóc dài. Còn cái này người ta hỏi nhiều hay ít, hiểu không? Được. Có tóc. Rồi tiếp đi em. Em không thích những bạn nam mà mặc quần lửng ngắn quá, màu mè quá, là mặc đồ nhìn cho nó men men một chút. Em muốn là bạn đó phải điềm đạm, biết chăm lo cho gia đình. Rồi để chị qua chị coi. Yêu cầu vậy bên đây có đáp ứng được không? Dạ chắc dư sức. Dư sức. Dạ, chào chị. Có tóc. Trời chuẩn mà. Được. Mình có cái tật xấu gì không? Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối em hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó. Ủa vậy hả? Rồi sao? Bạn em phải nhắc lại không à? Em ngủ với mấy bạn em là nhắc lại không à? Thường hồi đó giờ mới thí dụ như mới gần đây nhất là nói cái gì? Không, mấy nay em cũng mình em. Mới gì thì bữa đó sáng cái cua cô nào tối mới cô đó gì đâu. Trời ơi cái đó nguy hiểm lắm nha. Để đi công tác về là ngủ với vợ rồi mới kêu tên cô khác là chết luôn á. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Hồi đó làm nhà hàng á nên em tiếp nhận rất những đối tượng cũng là tùy theo tầng lớp á. Nên mình cũng biết hòa đồng nha. Mà cán chọn thì không đưa ra tiêu chuẩn gì hết. Không đưa ra được chị ơi, khó lắm. Tiêu chuẩn em khi em nói ra hôm nay em làm việc tốt mà bữa sau các em đã không nổi rồi biến rồi. Như nay dọn nhà đi, em dọn sạch lắm, em dọn là dọn cho sạch, còn không dọn thôi em để đó. Tính ra là dễ mà không dễ. Dạ đúng, nó giống khó, thế. Khó, anh không có khó nhưng mà anh thôi, không có dễ. Xem mình đàn gái thế nào nha, anh trai. Chào em. Anh kia là kinh doanh rất là giỏi, em có một cái ước mơ làm một cái dự án nào trong tương lai không? Dự án trong tương lai thì em cũng muốn là tự bản thân mình kinh doanh. Hiện tại thì em với bạn em có hợp tác kiểu kinh doanh mô hình nhỏ thôi về lĩnh vực ăn uống. Đó cũng là một ý tưởng ha. Hy vọng rằng với cái ý tưởng của anh Giám đó, anh kinh doanh bên đây, anh sẽ phát huy cái ý tưởng của em lên nữa. Anh thấy hai người cũng hợp đấy chứ. Bên đây cũng đẹp trai rồi nha, bên đây cũng đẹp gái. Hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ hôm nay em đi với lại ba mẹ và em ruột ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu. Chào bác. Vâng, chào cháu. Cũng xin cảm ơn là chương trình đã cặp đôi cho con tôi. Và tôi thấy là cháu đây thì được. Về hình dáng, hình thể bên ngoài là được. Tương xứng với con gái thôi. Nếu cao hơn chút xíu nữa thì đẹp. Nãy cháu nói chuyện đấy thì chú thấy rất là vui. Là cháu là một con người năng động.
như thế là rất tốt. Để chú nói thật là nhà cửa thì cũng rộng rãi, có điều kiện, cũng rất muốn là nếu cháu có sau này hai đứa nên gia đình thì có thể ở chung với cô chú cũng được, không sao. Và có thể cô chú sẽ đi một chỗ vị trí khác cô chú ở, còn giao cái đó lại cho hai đứa, đó là vì nó là như thế, chứ cũng không phải là ở rẻ đâu. Mà nếu có chung gia đình với cô chú thì càng quý. Nhưng mà quan trọng nhất là hai bên phải có một lòng tin vào nhau và sự tôn trọng tuyệt đối trong cuộc sống. Mất lòng tin và mất sự tôn trọng nhau thì không nên duy trì cái tình cảm đó nữa làm gì. Và người đàn ông phải có nghĩa vụ bảo bọc đối với gia đình. Xin cảm ơn. Dạ. Cô có chín giờ. Cô thấy nếu hai con mà yêu nhau được thì tốt. Cô cũng dễ lắm. Dạ. Con cảm ơn hai cô hai chú chia sẻ thẳng thắn con những điều đó, con rất là quý. Nếu mà có thể là quen được bạn Trang thì con sẽ cố gắng. Cảm ơn. Mời gia đình bên bạn trai. Dạ, anh hai đi với chú với lại em gái. Chào Hiền Linh và Cát Tường. Tôi danh nghĩa là chú nhưng mà làm chú cùng làm công ty. Cặp đôi này á thì mình thấy là cái độ sáng ngang nhau. Cháu được 25 tuổi rồi mà chưa có một tình yêu, hôm nay mới gặp Dũng thì thật sự ra cái điều này mình nghĩ là hôm nay là mình rất là vui cho Dũng. Thì Dũng, cái khó của Dũng là chưa tìm được một người nào như vậy. Ý là Dũng muốn tìm một người mà chưa có hề yêu ai à? Nhưng mà Dũng không nói ra. Có nghĩa là như vậy, cái khó của Dũng là cái khó đó. Bầu trời Sài Gòn đang nắng và chợt mưa. Mình nghĩ là có lẽ là cái niềm hạnh phúc sẽ đi đến cho cặp đôi này. Xin chào tất cả. Dạ, cảm ơn chú ạ. Coi như là duyên tiền định ha. Chúc mừng bạn nha. Rồi, bây giờ cho cặp đôi này gặp hai nhau đi. Bạn sẽ gặp gỡ nhau để xem có hợp với nhau không. Nào, chúng ta kéo màn lên. Không gian này của bạn đấy. Mời bạn. Dạ, chào anh. Anh có món quà, không gì vậy? Trong này sách không à? Dạ, em cảm ơn. Anh có cảm nhận như thế nào về em à? Anh nhìn em là có một cái nói chung là cái nét gì giống giống anh một xíu, anh cảm giác là anh thích điều đó. Dạ. Ừ. Anh có muốn là ở chung với gia đình em? Anh thì nơi nào cũng là nhà của anh. Anh thì không có hút thuốc, không cờ bạc. Cái đó là anh không có, anh ghét cái gì đó. Tại rượu bia thì anh không thích luôn. Nên tại vì công việc của anh là anh phải nhậu. Cho em hỏi là trong cuộc sống á, khi mà giải quyết những cái vấn đề khó khăn á, thì anh có dứt khoát hay không ạ? Anh tánh anh là gọn. Dạ. Tại quyết định đầu tiên mình lúc nào đúng hết rồi. Mình càng suy nghĩ là càng sai. Em có một cái vấn đề gì đó mà lỡ mà làm cho anh hiểu lầm hay cái gì đó thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Mình phải biết cái nào đúng nào sai thì mình mới đưa ra kết luận. Nếu mà tin nhau thì anh đi nhiều mà anh sợ không được tin anh thôi, chứ anh phụ nữ là anh sẽ tin nhiều lắm rồi. Bạn nữ có một hướng kinh doanh hồi nãy nói đó. Dạ. Trong tương lai thì bạn có thể hỗ trợ chia sẻ với ông bạn trai giống như mở cửa luôn luôn sẵn sàng. Dạ. Tại vì kinh doanh mà phải sẵn sàng điều đó rồi. Nên anh đến đây rồi thì anh cũng mong rằng anh sẽ thấy thấy gì anh? Yeah. Ủa sao đứng hình luôn rồi. Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn họ nữ. Đang nhìn nhau đắt đắm đúng rồi nha. Cứ nhìn nhau, nhìn rồi nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói điều gì đấy bằng suy nghĩ của mình. Anh có chút khó, hơi khó tính nha các người. Anh dễ nhưng mà có những lúc anh khó. Em hãy quyết định do em thôi, anh đã chọn em từ lúc đầu rồi. Khi mà nãy ngồi bên này nghe thì em cũng có cảm nhận là anh giống đến 70% đến 80% người em muốn. Trái tim của bạn mách bảo như thế nào? Em thì chưa có rung động. Nhưng mà em thích chứ không biết là thế nào. Thì từ đó chưa biết yêu thật sự là thế nào. Đó thì chưa biết yêu thật sự là thế nào. Dạ. Thì cái đó là phải cần cái thời gian. Tại em sống tình cảm lắm, chứ không phải sống về cái nhìn đầu tiên. Người nào càng tình cảm thì anh thế đó em mới yêu. Còn mà sống không tình cảm thì yêu. Vậy đó. Cái đó em cũng đồng quan điểm với anh. Bạn nữ hát một bài hát gì đó tặng bạn nam đi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bạn nam hiểu bạn nữ hát gì không?
Hả? Dạ. Hiểu bác hát gì không? Nghe tình cảm mà em hiểu. Hả? Em nghe, em nhìn cái miệng em hát thôi chứ em nghe tới cái lời. You are my sunshine. À. Hãy để tay vào nút bấm, cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra từ nãy giờ. Hãy sống thật trong một nút bấm. Nào, 3, 2, 1. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau để kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bạn trai nãy có nói rằng bạn trải qua nhiều mối tình, nhưng thật sự là những cái mối tình gọi là giới thiệu qua lại gặp mặt nhau để đi làm cũng không có gì ha. Chúc mừng cho các bạn. Đây là những chiếc vé xem phim, những cái không gian tạo cho các bạn có điều kiện để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng cho hai bạn. Chúc đôi bạn trẻ sẽ sớm để tìm được hạnh phúc nha. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Và xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt APA sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ Nguyễn Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.